man anh em ạ. Vừa đi quay em 500B về. Bây giờ thì mình sẽ quay luôn một em tải 1 tấn 4, đủ tải 2015. Hôm trước anh em lên trên Hà Nội lấy chính chủ đấy. Lấy chính chủ luôn. Đây là một chiếc xe Kia K140 đời 2015. Tải đủ 1 tấn 4, đúng tải đủ 1 tấn 4 luôn anh em nhé. Và là một chiếc xe mà có thể đánh giá nguyên bản. Đây, quay kỹ cho anh em xem. Khá mới. Tắm đùng luôn. Có điều hòa và lót sạc. Ngay cả nhang vẫn là nhang zin. Bậc lên xuống cực đẹp luôn. Đấy. Nội thất còn tương đối. Và sẵn một cái camera hành trình trên gương để cho anh em theo dõi nó dễ hơn. Đây, Kia K140 đời 2015, giá chỉ bằng vài bát phở, 275 triệu. Tất cả phần diềm thành thùng, đinh bấm còn zin, không bả. Đây, số thì đã được làm rất cẩn thận rồi. Máy cực chất. Máy cực chất luôn. Máy chất hay không thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn. Nhìn đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn cái phần bơm. Chia sẻ luôn cho anh em cách xem máy. Chúng ta nhìn phần bơm. Những chiếc xe mà đi nó nhiều thì bơm này thì nó sẽ mất cái màu ánh vàng đi. Còn xe nào mà đi ít và giữ gìn thì nó sẽ còn màu ánh vàng mà chúng ta nhìn này. Xe đời cao thường những cái phần như con này thì nó đã, như con này vẫn còn cái ốc trục cửa dầu này. Nhưng mình nghĩ là con này đã chỉnh cửa dầu vài lần rồi. Đây, có đâu là nguyên bản thì cái lắp cửa dầu này để tháo ra rất là khó. Đấy, nhưng mà mình đi từ Hà Nội về thì con này nó khá là thoát máy, cộng với phần điều hòa Z. Gọi là điều hòa Z luôn nhá. Đây, tất cả không mọt mệt, không mối mọt gì cả. Hà Nội thì sợ mỗi là ngập nước thôi. Thế nhưng mà xe tải thì cái cổ hút này nó cao lắm. Nếu mà xe tải bị ngập nước thì có lẽ là các bác xe con thì đều cam kết không ngập nước, không thể kích hết, đúng không? Đấy, tất cả nhíp trước là vẫn là nhíp nguyên bản, tại vì bác chủ bác ấy chở hàng nhẹ mà, chở hàng công ty nhẹ nhàng lắm, chứ không cần, không phải là cái gì. Đấy. Đấy, dàn lốp sau thì cần phải đầu tư rồi, được mỗi 2 quả lốp trước thôi, dàn lốp sau thì nó kém rồi. 275 triệu một chiếc xe điều hòa lốp sàn tôn, tận dùng cho anh em để mà chở hàng hoa quả hoặc là châu bò cũng vẫn rất là ok. Thời 2015 đời cao, có đầy đủ sơ cua dự phòng nhá, bạt búng đầy đủ không rách, nghĩa là sẵn dùng. Không phải là một chiếc xe đẹp xuất sắc nhưng là một chiếc xe sẵn dùng, máy chất gầm tốt. Đấy, báo luôn cho anh em cụ thể là như vậy. 275 triệu vẫn có gia lộc cho anh em thiện chí. Đợt gần đây thì những cái dòng xe to bán nó chậm hơn hẳn so với các tháng trước, cho nên là những cái dòng xe con này thì nó lại được nhiều bác tin dùng. Chắc cũng có thể là một phần vì cái giá dầu bây giờ chưa ổn định lắm. Đấy, biết làm sao được, mỗi người mỗi nghề thôi. Mỗi người mỗi nghề thôi. Chứ bây giờ bảo là cái gì ở yên một chỗ thì cũng chết, đúng không ạ? Em thì vẫn thế. Bác bị ảnh hưởng thì em cũng bị ảnh hưởng theo. Doanh số bình thường thì bán tầm 80-100 con một tháng. Bây giờ thì cái tháng này bình thường, vào cái tháng này thì việc nó ít đi thì doanh số nó cũng giảm đi. Nó chỉ tầm như tháng này nó chắc tầm được hơn 60 con một tháng. Đấy. Và cái điều quan trọng khi mà chúng ta xem tất cả cột kèo không đâm va rồi, đúng không? Thùng bệ ok, sàn sóng ok rồi, nốt dép ok rồi thì chúng ta kiểm tra đến phần cuối cùng là đi thử xe này. Đi thử xe chúng ta kiểm tra đó là phần lái và phần số, đúng không ạ? Phần lái và phần số thì nó có nhảy số nào không. Như những chiếc xe của em ấy thì em có những chiếc xe mà về em lại phải làm lại số thì nó cũng không quá kinh khủng như nhiều anh em mới vào nghề xe nghĩ. Mà số thì thường dòng Kia này nó rất là rẻ thôi, thường thì nó sẽ không, nếu mà những cái xe mà nó không vào được số, ví dụ đang đi số 1 thì vào được nhưng số 3 ấn mãi không vào được, phải về số 4 lại mới về được số 3, hay về số 3 mới về được số 4, hoặc là đang đi nó nhảy đi, thì chúng ta phát hiện ra chúng ta sửa bánh răng đồng tóc hay vành đồng nó chỉ mất hơn triệu thôi. Đấy, thì khi mà chúng ta lái
mà chúng ta thử số mà không ok chúng ta bảo người bán xe xử lý luôn cho bạn. Đấy, chúng ta đi là chúng ta biết mà, chúng ta đi từng số một, từ 1 đến 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1 lùi nữa. Thì bảo với lại người những cái đấy, đèn còi xi nhang, số má ngọt ngào, được chưa, là thuộc cái phần của người bán. Đấy, thì bạn phải kiểm tra. Mà bạn mà không kiểm tra mà đang đi giữa đường hay là về nhà mới phát hiện ra là rất là khó đòi tiền. Đấy, cho chia sẻ với các bạn là như vậy. Những cái bệnh mà cái dòng xe Kia này nó hay gặp phải, đó là số, nó rất ít tiền thôi, nhưng mà chúng ta phải mua đúng cái giá trị và chúng ta bỏ tiền ra. Cái nào thuộc về trách nhiệm của người bán thì để cho người ta làm, còn cái nào thuộc về trách nhiệm của người sử dụng thì thông cảm cho nhau. Ví dụ như là cái lốp sơ cua, rất là nhiều anh em đòi lốp sơ cua. Đúng thôi, tại vì mua một chiếc xe thì ai chẳng muốn đủ đầy, đúng không? Thế tuy nhiên thì có những con xe thì nó có những con xe thì không, nhưng con này là đầy đủ này. Đấy, thì mình cái phần đấy là mình thỏa thuận. Hoặc cái đăng kiểm có những con dài, nhưng mà có những con thấp, nhưng nếu mà 1-2 ngày thì yêu cầu người bán người ta đăng kiểm cho. Còn đâu là nếu mà 1-2 tháng thì thôi, nó là thỏa thuận. Còn những cái đèn còi xi nhang, số má là cái nước lôi, dầu máy các thứ là phải kiểm tra đầy đủ khi mà bàn giao xe. Đấy là phần của người bán. Đấy, được chưa? Thì đó là cái chia sẻ nhanh, tại vì con lắng quá rồi, về chiếc xe Kia K140 ngày hôm nay. Anh em nào thiện chí và kết mẫu xe này để chạy hoa quả hoặc là trâu bò lợn gà, alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại hiện trên hình, mình tư vấn chi tiết hơn. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em tự tin, tự mình tự chọn mua được một chiếc xe tải cũ chất lượng. Xin chào và hẹn gặp lại cho quý vị và bạn trong clip tiếp theo của Đạt Xe Tải vào ngày mai. Xin chào.